Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay, hiện tại mình đang có mặt ở cái khu vực đó là cổng trời nha các bạn ơi. Uầy, cái đậu xanh thế nào vậy? Thế nào kia vậy hả? Úi dồi ôi em ơi, làm cái gì vậy hả em ơi? Trời ơi em ơi, làm cái gì vậy? Ok, khá là đơn giản thì Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên nha các bạn ơi. Đây, hiện tại thì mình đang có được cái combo súng đó là Goza cộng với một khẩu Famat nhá. Ủa ơi, dưới kia bắn nhau gì mà ghê vậy? Chẳng nhẽ là mình lại sợ các bạn quá cơ. Thôi kệ, bây giờ Kẹo sẽ chạy xuống để góp vui luôn nhỉ anh em. Đậu xanh các bạn đâu rồi? À đây à, đây à, đây à, đây à em ơi. Cái đậu xanh này, what the hell này. Tưởng là ở trên tầng 2 mà ngon à. Mình sẽ chạy xuống phía dưới này anh em ơi. Ơ kìa, ơ kìa, thằng nào chạy rông vậy? À chú định chạy rông với anh à? Thanh niên ơi. Ok, như vậy là xanh mộ rồi nhé em ơi. Vâng, vậy là Kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai rồi nha các bạn ơi. Đây, mình sẽ tranh thủ để mình lượm thêm đồ cái đã. Tuyệt vời. Mới vào được trận thì mình đã có được mũ 3 này, một cái giáp chống nổ này, với lại ba lô 3 nữa. Như này thì combo quá là ổn luôn, ngoài ra thì Kẹo còn có cả Goza cơ mà anh em. Anh em thấy là có ngon không ạ? Đồ quá là chất lượng. Đây các bạn ơi, có một thằng ở căn nhà trắng bên kia nữa thì xíu mình sẽ qua sau nha. Đây, bây giờ là qua luôn nhá anh em. Ok, nó chạy này. Mày chạy với anh Hải ơi. Úi dồi, em ơi đừng chạy nhá. Trời ơi, chạy làm cái gì? Để rồi, lại phải bị đai. Ok, mạng thứ ba dành cho Sĩ Kẹo. Đây, bây giờ thì mình sẽ lượm sát này. Ok, đậu xanh. Nữa hả, nữa hả? What the hell, giờ đã hết người rồi. Vẫn còn nữa hả em ơi, trời ơi em ơi. Đây, Kẹo có cho mình được mạng thứ tư rồi nha anh em ơi. Hôm nay là mới vào được trận mà nhiều ông lại cứ chạy đến để hiến mạng cho Kẹo cơ. Ơi, có Scar này ngon chưa anh em ơi? Nếu mà chưa có Oza thì Kẹo đã đổi qua Scar để Kẹo chơi rồi nha anh em ơi. Wow, what the hell. Các bạn lên bảng đếm số liên tục vậy. Như vậy thì hiện tại chỉ còn lại có 36 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha các bạn ơi. Tôi không hiểu sao mà các ông chơi của gì mà lên bảng đếm số liên tục như vậy thì chơi để làm cái gì hả cậu? Ok các bạn ơi. Và đây anh em ơi, chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với trận đấu này anh em ơi. Mình thấy là ở phía trước này có tiếng súng cả. Ok, có cả ký hiệu súng bắn luôn nhá. Đây anh em, đây nó là cái vật phẩm mới thôi anh em ơi. Nó là hộp công cụ nhá, cung cấp cho anh em cái thông tin về vòng bo cũng như là hòm thính nhá. Cái đậu xanh anh em ơi. Mày chạy với anh hả? Chà chà, mày chạy với anh hả em ơi. Ok, anh em thấy là có easy không ạ? Nâng cấp về cái mặt đồ họa của phiên bản OB15 này. Cỏ nó không cao như quảng cáo nhưng mà thật sự là đồ họa nó vô cùng là đẹp nha mọi người. Đặc biệt là tính năng HD thì làm cho đồ họa của game Free Fire càng ngày nó càng trở nên sắc nét hơn rất là nhiều nha các bạn ơi. Đấy, anh em thấy là Kẹo trải nghiệm nó vô cùng là mượt mà. Hôm qua thì mới update nên là có thể là hơi lâu một xíu này, chứ còn là hôm nay thì chơi nó cực kỳ là ok rồi nha anh em ơi. Đấy, không có gặp bất cứ một cái lỗi phát sinh nào cả anh em ơi. Ok, ngoài ra thì bản mới này nó bổ sung thêm cực kỳ là nhiều cáp treo. Như ở phía trước tôi đây là chuẩn bị có một cái cáp treo nữa nha anh em ơi. Đấy, từ cổng trời và sẽ có thêm những cái cáp treo để nối qua những cái khu còn lại nha. Vì là nơi đây nó là một cái nơi khá là cao mà anh em, nên là có cáp treo để anh em đu dây xuống nhá. Đây, cáp treo này sẽ dẫn chúng ta đến cái khu vực đó là tháp đồng hồ nha mọi người. Và đu dây luôn sao phải ngại. Đây, đó, di chuyển như này nó sẽ khá là hay nha anh em. Tiết kiệm được cho anh em thời gian này. Tức là nếu mà bo thua anh em đu cáp treo này nó cực kỳ là nhanh này. Đấy, anh em thấy ổn chưa? Quá là ngon luôn. Quan trọng là ở phía dưới này thì Kẹo chưa có thấy một ai đâu. Mọi thứ đang rất là yên bình. Và Kẹo sẽ phải nhanh chóng để kiếm thêm mạng thôi các bạn ơi. Đây, chuẩn bị là tiếp đất rồi nha anh em. Ok, 26 người chơi nữa cả. Đây, và quan trọng là Kẹo sẽ lượm thêm cái băng đạn tiểu liên nha anh em. Đó, bây giờ là hiện tại thì Kẹo mới chỉ có đó là 76 viên đạn tiểu liên mà thôi. Như này thì thật sự để mà nói là nó hơi bị ít này. Không sao cả vì Kẹo đã có lên một cái tay súng 3 này anh em. Quá là ngon rồi phải không anh em? Tay súng 3 thì mình sẽ ưu tiên cho khẩu súng trường Rosa nha anh em. Ok, băng đạn level 2. Vâng, let's go, cùng Kẹo đi sân mạng nào các bạn ơi. Lên phía trên này thử coi. Chúng ta đang có mặt ở khu vực đó là trung tâm của tháp đồng hồ nha mọi người. Tầm này mà Kẹo qua chắc là chẳng còn ai đâu, chẳng qua là chạy qua cho nó vui vậy thôi anh em ơi. Chủ yếu là đầu trận các bạn ấy nhảy tại đây,
Sau đó thì các bạn ấy đã di chuyển qua những cái khu vực khác rồi nha mày. Ok, lại có thêm được đạn tiểu liên, quá là ổn. Và để coi nào các bạn ơi. Ok, các bạn hét thế nào? Thế nào vậy? Đậu xanh, Hedgehog buồn chưa em ơi? Vâng, như vậy thì cả đã có cho mình được mạng thứ 6 rồi nha anh em ơi. Vâng, còn lại 24 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Đây còn nào anh em? À, vẫn đang còn người cả. Tưởng là khu vực này hết người gì cả. Vẫn đang còn người cơ hả em? Đây anh em ơi, từ từ, đây. Mình có một quả lựu nhá. Ăn lựu đạn đi em ơi. Chuẩn bị tâm lý và ăn lựu đi em ơi. Trời ơi, ăn chạy nhanh quá các bạn ơi. Bây giờ thì kẹo cũng sẽ phải chạy lên luôn anh em này. Đấy, nó chạy nhanh quá sao đuổi kịp được hả anh em? Let's go. Chúng ta lại có thêm được đạn súng tiểu liên nha mọi người. Đó. Hello bạn ơi, bạn đang ở đâu rồi? Kiểu này thật sự là kẹo chẳng biết nó đâu cơ. Uầy, câu lựu lên cả. Sợ ghê ha. Hẳn là câu lựu lên cả, anh lại sợ chú quá cơ. Có thể là nó ở trên này. Ăn bom chán em ơi, ăn lựu chán em ơi. Úi dồi ôi, không thấy nó đâu cả. Mình tưởng là kiếm nó sẽ dễ thôi nhưng mà không ngờ lại có như vậy. Thằng này công nhận là nhanh chân nhanh cẳng thật anh em ơi. Và kẹo sẽ lên trên cái nóc nhà cái đã. Hello anh em, lên trên cao thì chúng ta sẽ có được một cái vị trí nó quan sát vô cùng là tốt nha. Và đậu xanh, trời ơi em ơi. À, nó đang đứng sau cái tháp đồng hồ anh em ạ. Uầy, để coi xem là mày nhảy ở đấy được bao nhiêu lâu nhá. Đây, kẹo vẫn đang ở trên nóc nhà nha anh em. Xem là nó nhảy được bao nhiêu lâu nha. Ok mọi người, để coi. Uầy, mày chạy à? Em ơi, đừng có chạy nha em ơi. À, mày chạy với anh hả em ơi? Đừng có chạy nhá. Đậu xanh. Úi dồi ôi em ơi. Cái gì vậy? Nó vẫn đang ở đấy nha em ạ, nó chưa chạy đâu. Kiểu này nó cứ nhanh như này thì kẹo sẽ nhảy xuống dưới cái đã anh em ơi. Đó, nhảy xuống dưới này. Ok. Quấn máu một xíu nhỉ anh em. Quấn cho nó full máu để chơi game cho tự tin các bạn ơi. Sau này mình sẽ chạy qua để mình săn nó luôn nhá. Let's go. Chạy qua luôn nào các bạn ơi nào. Ở 3-3 thì mình có từ đầu trận rồi cơ nào. À, không biết là bạn đang còn ở đây không nhỉ? Hay là bạn lại chạy chỗ nào rồi thì kẹo cũng chịu luôn nào. Wow, không có các bạn ơi. Kiểu này nó chạy mất xa rồi cơ. Đậu xanh buồn ghê cơ anh em ơi. Có mỗi kiếm nó thôi mà công nhận là cũng khá là khó khăn đấy. Không hề có đơn giản một xíu nào nha anh em. Kẹo sẽ lượn lờ qua cái phía này coi. Và anh em thấy là còn có ai không nhỉ? Đậu xanh có ai đâu anh em. Cái kiểu này thì anh em đào đâu ra người. Rồi nha mọi người. Còn lại 16 người chơi nữa nhá. Hôm nay thì kẹo sẽ cố gắng sống dai một xíu rồi là lấy top 1 luôn cho anh em xem nhỉ. Đây coi được các bạn ơi. Đây mình sẽ tiếp tục chạy qua cái phía này nha anh em. Đấy. Người đâu rồi nhỉ? Mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những cái việc cứu người tiếp theo. Và ok, đã có một cái ký hiệu ở trên bản đồ. Ôi, trên tròi hướng nghe hả em ơi. Trời ơi, kiểu này là xanh mộ và lên bảng đếm số luôn nha em. Rất là nhanh thì kiểu đã có cho mình được mạng thứ 7. Ok mọi người. Thì trên này là hướng thính hướng 60 độ này. Lên luôn anh em, kẹo phải ngại bọn này cơ. Ôi, đứa nào chạy xe vậy hả em ơi? Dừng lại đi em ơi, đừng chạy xe nữa em ơi. Dừng lại đi em ơi, đừng chạy xe nữa em ơi. À, hình như là nó núp sau cái tảng đá ở chỗ đó rồi thì phải nha em ơi. Ok ok, đây. Let's go nào các bạn ơi. Đừng tưởng là anh sợ chủ nhà đậu xanh này. Sau tảng đá. À, gạ dao à? Ok, gạ luôn này. À, thế là chơi team up hả bạn? Ok, tôi với ông chơi team up luôn. Tôi lại phải ngại ông quá nhỉ. Ok các bạn ơi. Thanh niên mặc cái quần đi biển này. Đội cái nón cũng giống kiểu nó đi biển luôn. Ok, team up luôn bạn. Đây bạn ơi, máu này. Đây, mình vứt máu cho nhá. Ok bạn, ngon chưa bạn ơi? Rồi nha. Đây bạn có cần thêm đạn súng trường với lại máu thì qua đây mà lấy này. Đấy, mình vứt cho bạn hết luôn nhá. Để gạ team up anh em ạ. Đấy, gạ team up là nó phải như vậy. Đấy, phải tỏ lòng gọi là thể hiện cái sự gọi là sự gì nhỉ anh em? Sự hòa đồng à? Ok bạn ơi, với sự thân thiện. À, cái đậu xanh. Bạn ơi, tính gạ team up nữa hả bạn ơi? Thôi bạn ơi, bởi vì là team up 2 người mới dễ chơi. Chứ còn là team up 3 người thì chơi thế nào hả bạn đây? Này, lút đồ đi người anh em đội nón. À, cái đậu xanh. Đây, tôi dựng bom keo này. Thằng trên kia làm sao mà bắn được hả ông? Đấy đấy, ok. Chúng ta sẽ tranh thủ để lút đồ cái đá mọi người ơi. Ok, quá là ổn luôn. Đây, như vậy là đã xong.
Bây giờ thì mình sẽ quấn cho đầy máu này, rồi là cứ đứng tạm ở đây nhỉ anh em. Chúng ta sẽ chẳng cần di chuyển vậy đâu. Đó, cứ đứng tạm ở đây đã nào. Ui, ở ngay hướng 75 độ cả. Ok ok mọi người ơi, đứng tạm ở đây nha các bạn. Các bạn là kẹo sẽ chờ thằng kia nó ló mặt ra là mình sẽ bắn nó luôn nhá. Bởi vì là mình có hai đứa các bạn nhảy nào anh em. Ê bạn ơi, nhảy nào bạn ơi. Hay bạn ơi, nhảy nào. Quẩy lên nào người anh em. Úi dồi ôi, người anh em đứng yên tại chỗ không thèm quẩy cả. Như này thì mình kẹo bạn thôi, mình đâu có quan tâm đâu. Đây các bạn ơi, mình sẽ để ý ở phía này coi này. Đang đứng ở sau gốc cây rồi nhưng mà có thể nó đâu anh em. Đây, không khí của cái bản đồ này hiện tại nó đang rất là yên tĩnh nha anh em. Động xanh. Let's go nào bạn ơi. Bây giờ tôi phải ông chạy luôn thôi, ngại gì nữa hả ông đây. Chưa thấy thằng ở phía trên đâu anh em ơi. Lúc nãy là nó thấy mình căng cực cơ mà, bây giờ nó sợ chạy đâu rồi. Chắc là kiểu nó thấy tôi với ông này gà team up nên là bây giờ nó sợ vãi trưởng rồi. Và đây mọi người, nếu mà tính nha, 9 trừ đi 2 vị trí của tôi với bạn gà team up thì bây giờ chỉ còn lại có 7 mạng thôi anh em ơi. Vậy là cái cuộc hành trình đến với top 1 trong cái trận đấu này thì nó không còn xa nữa rồi anh em ơi. Chắc là khá là dễ thôi. Nào anh em, chạy đi bạn ơi. Đứng đấy làm cái gì vậy hả bạn ơi? Chạy luôn nào, trời ơi. Chạy luôn đi sân mạng nào, chứ còn là đứng làm gì, nó lại nhàm chán ra anh em. Let's go các bạn ơi. Wow, trên này không có một ai cả. Đây, theo chân mình. Nhanh nào người anh em, nhanh theo chân tôi nào. Tôi với ông tiếp tục đi sân mạng nào nha. Mặc dù là đã có được 8 kill nhưng mà bây giờ thì kẹo vẫn đang rất là ham mạng nha anh em. Nói chung là cứ có mạng là kẹo sẽ chạy qua, kẹo ăn tôi kẹo không ngại gì cả nha anh em. Let's go. Có lẽ là chúng ta sẽ nên chạy lên cổng trời một xíu nhỉ anh em. Để xem là có đứa nào chạy boy không thì tôi với ông này kill luôn. Lại phải ngại cho nó quá à. Ở đây các bạn, đến hiện tại thì bây giờ vẫn chưa thấy ai cả. Và không khí nó phải gọi là yên tĩnh nha. VCH. Ok anh em. À cái đậu xanh. Thằng nào chạy boy vậy hả em ơi. Ê em ơi, làm cái gì vậy? Ê em ơi, làm cái gì vậy? Và lên bảng điểm số luôn. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 9 ở trong cái ván đấu này rồi nhá. Tranh thủ chạy qua để lượm xong một xíu nhìn bạn ơi. Hey you, qua đây mà lượm xa này bạn ơi. Ok các bạn ơi, đây mình cũng sẽ tranh thủ và rút thêm đồ nhá. Ui, đậu xanh. Ui, cái này là thanh niên shipper liệu choáng cả. Nhiều liệu choáng vậy, ui dồi ôi. Gắt quá nhỉ các bạn ơi. Gặp ngay kiểu thanh niên shipper full liệu choáng như này thì kẹo cũng thấy là ghê rồi. Ok các bạn ơi, kẹo đã trang bị được một kiểu ngắm 1x vào trong một khẩu súng Oza nha anh em. Quá đã. Let's go nào mọi người. Vâng, tất cả còn lại nếu mà tính cả tôi với lại bạn này thì còn lại là 5 người chơi nữa. Ui. Yeah anh em ơi, chiến thắng đang đến rất là gần rồi. Cố lên nào nhỉ anh em. Cố lên rồi là kiếm lấy cái trận top 1 đây. À có xe này. Để gọi bạn kia qua lái xe chạy chung luôn bạn ơi. Đây, hello bạn ơi. Qua đây mình chở này. Qua đây mình chở này bạn ơi. Đây, xe mới này chạy thì quá là ngon rồi anh em ơi. Đúng chuẩn xe 2 chỗ luôn, chở 2 người. Ok. À, và mình sẽ dùng cái con xe này để đi săn mạng nha các bạn ơi. Ok, let's go. Đâu rồi nhỉ anh em? Cố gắng kiếm thêm vài mạng nữa này. Thật phải là trên 10 kill top 1 là vừa. Let's go anh em. Ồ, chỗ này là kẹo chưa có thấy ai này anh em ơi. Lợn lờ một xíu thử coi nào anh em. Bên dưới này cũng chẳng có này nên là mình sẽ vòng lại lên trên nha anh em. À, thằng nào đu cấp treo vậy hả em ơi? Xuống em ơi, đu nữa hả? Cái đậu xanh này, đu cấp treo này em này. À, hay ghê ta. Đậu xanh, mình sẽ phải né ra một xíu, không là sợ bắn nhầm vào cái bạn quần xanh thì thôi xong. Khỏi thêm áp luôn nha anh em, ok quá là hay. Đây, mình sẽ tranh thủ mình rút thêm đồ cái đã anh em ơi. Hiện tại là bây giờ là còn lại tất cả là 4 người chơi tính cả mình anh em ơi, let's go. Wow, cái đậu xanh. À, một thằng ở ngay phía 240 nha, ok. Tưởng gì, dựng bom keo lên luôn nhá. Bây giờ thì chắc là kẹo sẽ đẩy lên luôn nhỉ anh em. À, nó cũng dựng bom keo này anh em ơi. Hay bạn ơi. Ôi bạn ơi, đừng bắn mình sợ, đây bạn ơi. Nè, qua đây. Qua đây tôi với ông đẩy lên và săn nó luôn, sao phải ngại đây anh em ơi. Tiếp tục dựng bom keo này, đậu xanh này. Mày định chơi với anh à? À, ok anh em ơi. Chạy qua và kill nó luôn nhỉ, ngại gì hả anh em. Cái đậu xanh này. Ui, mày chạy đâu với Hải em ơi. Đây mình sẽ để xuống luôn nhá. Úi dồi ôi, ok ông câu liệu choáng ngay trúng chỗ mình rồi. Úi dồi ôi, trắng xóa màn hình rồi anh em ạ. What the hell như này ai chơi. Ui, đậu xanh thì kia đâu. Đây mình sẽ quần máu cái đá anh em ơi. À, mày chạy lên nào.
Nó tự về vào ông này thôi, xong rồi, đậu xanh. Như này thì các bạn nghỉ game rồi các bạn ơi. Cái đậu xanh này làm gì vậy? Sorry các bạn lúc nãy nha, cơ bản là mình bắn lỡ tay theo bạn ơi, mình đâu có cố ý đâu. Vì là thằng này nó đang để lên này, mình bắn qua nó để tự auto em vào người bạn. Chắc là nó tự auto em vào mục tiêu ít máu nhất thì phải nha em ạ, tôi nghĩ là như vậy. Thôi xong rồi nha em ơi. Team up kiểu này thì chán quá nhỉ anh em, tự nhiên là mình kill mất bạn ấy rồi, buồn ghê ta. Kill mất cái người đồng đội của mình rồi, chán ghê ta anh em ơi. Đậu xanh. À, bây giờ thì mình sẽ cố gắng. À, đang bảo là cố gắng tìm ra vị trí đằng cuối. Thì bây giờ nó tự lộ diện rồi các bạn ơi. Nó ở ngay cái phía đó là 300 nhá. Ok. Hình như là ở căn nhà gỗ đấy thì phải. Và kẹo sẽ cuốn máu cái đã. Bạn ơi bán gì mà game phải hả, từ từ thôi. Đây. Mình sẽ chạy xuống phía dưới cái đã. Ui. Thấy bạn rồi nhá. Chạy ra ngoài rồi cả. Ok ok đây. Bạn cứ đứng ở đấy. Rồi là mình sẽ từ từ mình qua nhá. Đừng tưởng là mình sợ bạn nha anh em. Đây. Mình sẽ chạy nhảy qua đây nào, để coi nào. Hello bạn ơi. À đẩy lên cả. Đẩy lên hàm ơi. Úi dồi ôi. Đẩy lên hàm ơi. Ok và cần nhân giống gấp luôn nè anh em ơi. Quẩy thôi anh em ơi. Trời ơi, nhảy nó anh em. Ten 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 ten. Ok quá đã, quẩy nào các bạn ơi. Ok và kẹo đang có đó là 26 mắt xem này. Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.